Anh Cường ơi. Anh Cường thể hiện tình yêu cả. Trang phát này. Rồi. Ra lấy hoa tặng nó. Anh thể hiện tình yêu đây, lấy hoa. Cầu hôn. Cầu hôn. Cầu hôn nó luôn thì mình là người đàn ông mà lại mình để sợ nó lại cho nó phát. Rồi, phát. Như nào? Cầu hôn như nào? Cầu hôn. Mày nhá, yêu anh tao phải tao chém bửa mặt mày ra nhá, con chó nhá. Đó. Hôn nó. Rồi, nhận hoa đi. Vơ vẩn, hôn nó. Ôm nó hôn, môi. Môi cơ mà. Cái môi lại đi. Cuối nhá. Ờ. Lần cuối nhá. Môi. Ôi à. Chưa chạm vào. Không được rồi anh. Đấy, mày con này làm không? Thế đấy. Ôm, hôn. Hôn. Hôn nó. Rồi nhá. Ờ, ôm hôn. Úi giời, lâu rồi. Đấy. Hôn xong rồi nhưng mà có muốn soạn không? Này, anh Cường. Tối nhá, em bảo anh nhá. Anh nói ra hai anh em, hai đứa chúng hai đứa nhá, hai anh em nhá, này này xoạc nó phát. Rồi, bẹp bẹp. Có sợ mẹ Dung không? Sợ mẹ Dung béo không? Không sợ hả? Này, con này nó ngon lắm, này ngon lắm, ngon lắm, này không có lông, con này vô mao, ngon lắm. Xoạc nó phát nhá. Tối nay Hiếu sẽ bỏ tiền ra thuê khách sạn, bẹp nó, bẹp cho nó vài phát vào, hôn nó lại phát nào.